sau đây mình sẽ hiện dạy các bạn theo theo hình cả. Thank you.
Thôi cứ bốc lại thì cứ xe đi thẳng mà đi chừng nữa đó xe.
cũng đơn giản mà chị lớn đó, chị chéo hầu ngay dọc tung quanh mà lơ á, chị lơ tiệc là tiệc chơi cơ. Dưa kẹo mè lắm. Nghe thấy thằng mấy? Hả? Thứ tư hả? Sẽ được góc quay để cảm ơn theo nhà để chi tiết ha. Mình chỉ mới theo được một phần thôi. Ông đôi kia chỗ ba cover mà lại hay hơn gốc hay. Chứ còn yêu nữa. Chứ còn yêu nữa mà cảm giác có thể đi luôn. Kiểu như mình cảm giác vì chỗ của em là ngoài chỗ mình yêu rồi. Vì chơi yêu rồi đó.
còn ngày đặt hàng nữa. Hàng và đảo rất mắc. chị nhớ em xin cứ mua ma cứ mua ma chị ngày mai làm cho em kể đấy. Ờ ok, mai làm, ngày mai làm cho chị kể lý để chị đem về này để bỏ vô đây. Chắc nuôi hệ thuộc. Thank you.
mình sẽ đổi góc quay lại cả bản thân. Thank you.
sẽ được bắt qua nhé, để các bạn theo dõi được chi tiết. Mình vẫn đang tiếp tục theo dõi tâm cả. Mọi người nghĩ nha, chủ đề của số 4 của năm là sao thế? Tối về là cô quay. Nhân đủ hả anh? Nhân đủ. Làm bao bởi nhân đủ của đề của năm với hai bụng môn ấy. Chị không nói, em đợi rồi. Màu tím gì đó, có màu tím mua mà. Chị có màu cam. Màu đỏ. Có màu đỏ, đỏ có đỏ. Ờ, em nhìn có thể xấu thiệt.
Đó mà vàng á hả? Ừ. Là ngực và cái ní. Trời ơi, năm nay trẻ hẹp nữa. Hẹp nhỏ. Nhỏ quá. Nó đó. Nhỏ là phải hai cái lần. Rồi thì nó sẽ đẹp, chỉ có đi kia thì đi nem đi. Rồi thì nó sẽ đẹp. Có tầm 8 triệu một tháng chứ. 8 triệu một tháng đấy mọi người. Mọi người cứ em nói là kêu mò mà anh kể với em đi mà em gửi được. Đi nè, đi mất 3 ngày. Đi đi mất 3 ngày. Hả? Đâu 3 ngày tiền trắng. Chỗ này chặt nhiều đồ quá.
đâu đâu á. Hai này chị Lam không cho đó đâu hả? Ủa không phải em thích sớm bông tay ạ? Em thích sớm em thương bà bồ lối bà bồ lối bà bồ lối thì mẹ bồ thứ sáu thôi à? Uh-huh. Mẹ đang làm bồ thứ sáu thôi à? Chị thì cho tôi ngồi bảy chứ bảy em đang làm sắp xong bồ thứ bảy đâu nghe lên rồi. Ừ. Thế đấy. Một giờ sập 2, cơ 3, có gì không? 4, 5, 6, cái gì không? 1, 6, cái đi bay. Chị không á. Rồi mà không nghĩ đến dưới. Để đoàn mà bắt thế. Đi đôi dạng thằng bác hồ. Mình lớn á. Còn ừ. Con nít mà nó lớn. Cô không biết mấy cuốn rồi. Chị không. Mà có con mình mới làm đó. Con mình không có thể gọi được. Con em không phải lên đồn nào. Để em cho nó. Để em có cái nền. Để em nền. Vang á. Vang cho con á. Dầu người. Dầu này. Mà đi cho chú bà gọi em đi. Thì Nga đi theo kiểu sẵn cho con á. Đó thì cho đứa nào.
chị nghĩ tới cái đoạn nào đó cho nên chị không, không cho nên em hỏi em hỏi hai bộ nói chung như thế cái chị mà làm được hai bộ là được suy nghĩ cùng một đình làm xong rồi cùng lấy cắt em nói từ đó em nói rồi tí chỉ mà để được em không lắm rồi cuối cùng sẽ có người cắt ra đâu có sao sáng mai á cái khó bên em vui cái khó em không hỏi đi em hỏi nữa em vui gì cơ ngày đi về sợ để sớm về sợ chị không có phải đi về sợ hả vì là nhé sẽ đổi góc quay để các bạn theo dõi chi tiết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một bộ thiếm thì được hai bộ này. Lắp tiệm thôi. Cái giấy bọc đó hả? Ừ. Không về bọc. Không, dù mà về bọc nó phải thoải mái hết. Em nhau và em đang bọc cái bọc à, cái giấy bọc một màu nhé, đấy nhé, giấy bọc này, nhiều lắm, ai em xong.
vẽ cái vẽ nó giống như cái vẽ đen đi nữa. Lan Thanh vẽ trắng. Đấy nhá. Khó luôn. Nói chung là vẽ mặt đi, mặt đi. Không mình vẽ nhưng mà phải cho họ khó khó thấy. Nó không có đi được. Mà cái này là được bốn. Xanh dương đáng nhà mình chỉ mới hoàn thành được phần thân thôi, mình có tiện tục theo dõi phần hoàn thành cho tụi bạn chi tiết ở phần video sau. Video này đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi.